Xin chào các bạn đang quay lại với bản tin gặp nhau cuối ngày trên S Channel. Và ngày hôm nay là ngày 14 tháng 9, hãy cùng mình cập nhật xem là tin tức xung quanh chúng ta có gì đáng chú ý nhé. Là chỉ còn khoảng 4 tháng nữa thôi là Tết Nguyên đán sẽ tới rồi. Và một đặc sản vào Tết Nguyên đán đó chính là táo quân. Mới đây thì được biết là những thông tin về nội dung của táo quân đã bắt đầu được hé lộ và các nghệ sĩ của chúng ta đang bắt đầu tập luyện cho chương trình. Táo quân vẫn là một trong những chương trình được người hâm mộ cả nước mong đợi mỗi dịp Tết đến xuân về. Trong nhiều năm qua, các nghệ sĩ vẫn luôn cố gắng mang những câu chuyện hài hước, dí dỏm, tiếng cười giải trí và nhân văn đến người xem thông qua chương trình. Để chuẩn bị cho chương trình, các nghệ sĩ tham gia luôn phải tập luyện từ rất sớm. Bằng chứng là ngay từ giữa tháng 9, những buổi tập đầu tiên của Táo Quân đã được diễn ra. Với một phần kịch bản được hé lộ, có thể thấy chương trình Táo Quân vẫn có sự góp mặt của những nghệ sĩ gạo cội như Ngọc Hoàng Quốc Khánh, Nam Tào Xuân Bắc, Bắc Đầu Công Lý hay các Táo Quang Thắng, Tự Long, Vân Dung. Chắc chắn thông tin này sẽ khiến cho các khán giả màn ảnh nhỏ không khỏi háo hức mong chờ để được tiếp tục thưởng thức Táo Quân vào đêm giao thừa. Giọng ca của Ô Mai Chuối Sĩ Thanh gần đây đã ra một đoạn clip ngắn trên kênh YouTube của mình về công đoạn đập hộp hàng hiệu. Tuy nhiên điều đáng nói là ngay sau đó Sĩ Thanh đã bị cư dân mạng bóc phốt vì là toàn dùng đồ fake để thể hiện. Đập hộp đang trở thành một trào lưu để khoe trên mạng xã hội khi người người nhà nhà đều đập hộp. Có thể kể tới những cái tên như Ngọc Trinh hay Mina Phạm đều đi theo trào lưu này. Mới đây thì Sĩ Thanh cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên thì nữ ca sĩ này đã vấp phải vô số sự chỉ trích từ cộng đồng mạng khi sử dụng hàng fake để quay clip. Mùn Doãn là cái tên đã đăng tải bài viết để bóc phốt Sĩ Thanh và số hàng fake. Cô cho rằng chính sự sống ảo của các nghệ sĩ cũng như sự tràn lan của các clip đập hộp đồ hiệu đã làm ảnh hưởng tới tư duy của cả một thế hệ trẻ, khi ai cũng nghĩ rằng mình xứng đáng với mức lương vài ngàn đô để có tiền đập hộp. Phía dưới bài viết của Mùn Doãn, nữ ca sĩ Uyên Linh cũng đã bình luận rằng đoạn clip của Sĩ Thanh sử dụng đồ fake từ đầu đến cuối, đặc biệt là chiếc túi Lucky của LV nhìn rất dởm. Mùn Doãn cho rằng khi đã là người nổi tiếng, có fan, có sức ảnh hưởng thì không nên lừa dối follower bằng những giá trị ảo. Vấn đề mà không phải là một chiếc túi, cái kính fake được khoe giá ao, mà vấn đề hành động đó sẽ làm cho những người trẻ nhìn vào đó và tin là cuộc sống dễ dàng quá. Một tháng bỏ ra nửa tỷ mua sắm, rồi đầu óc các em cũng thật trên mây, ảo tưởng về cuộc sống và giá trị đồng tiền. Hiện tại bên phía Sĩ Thanh vẫn chưa lên tiếng gì về những bê bối này. Sau hơn một ngày ra mắt thì sản phẩm âm nhạc kết hợp giữa Tóc Tiên và Đà Lạt mang tên Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới đã chính thức vượt mốc 1 triệu view kèm với việc leo lên top 1 trending trên YouTube. Lượt view hiện tại của ca khúc đã cán mốc 1,4 triệu và bắt đầu tăng nhanh hơn thời điểm đầu ra mắt. MV cũng nhận được 69.000 lượt yêu thích và nhiều bình luận tích cực. Bên cạnh những lời khen dành cho Đà Lạt thì Tóc Tiên cũng nhận được cơn mưa lời khen đến từ khán giả. Rất đông ý kiến cho rằng phân đoạn của Tóc Tiên tuy đơn giản nhưng để lại ấn tượng mạnh mẽ đến cho khán giả. Sự phân chia hài hòa trong bài của các ca sĩ đã giúp cho spotlight được chia đều và phù hợp thế mạnh của từng người. Bài hát được mở đầu với đoạn nhạc ballad buồn man mác day dứt. Sau đoạn nhạc buồn, melody tiếp tục biến chuyển mượt mà đến phần rap và nối tiếp là phần điệp khúc cao trào của Tóc Tiên. Xin chúc mừng cho sự kết hợp lần đầu tiên giữa Tóc Tiên và Đà Lạt đã gặt hái được thành công và cùng chúc cho sản phẩm mới này sẽ còn đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong tương lai. Mới đây thì một ca sĩ Ấn Độ đã chính thức vượt qua BTS, phá vỡ kỷ lục về lượt xem trong 24 giờ đầu mà MV Boy With Love đã thiết lập trước đó. Cụ thể, MV Baga của Basha đã có tới 75 triệu view sau 24 giờ lên sóng, trong khi số lượt xem ở MV của BTS chỉ là 74,6 triệu. Tuy nhiên, kết quả của ca sĩ Ấn Độ nói trên lại không được công nhận vì rất nhiều người xem MV của anh qua quảng cáo trên YouTube. MV Baga được chèn giữa các đoạn video phổ biến và nhờ cách thức này mà nó được cộng đến hàng chục triệu view. Tranh cãi trên đã khiến YouTube quyết định thay đổi cách thức tính lượt xem cho các kỷ lục view trên nền tảng chia sẻ video này. Trong tuyên bố chính thức của mình, YouTube cho biết, mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo YouTube là nơi mọi nghệ sĩ được công nhận và tôn vinh một cách chính xác vì đạt được những thành công và cột mốc quan trọng. Video đủ điều kiện để ra mắt kỷ lục 24 giờ của YouTube phải là những video có lượt xem cao nhất từ những nguồn tự nhiên trong vòng 24 tiếng kể từ khi phát hành công khai. Điều này bao gồm các liên kết trực tiếp đến video đó, kết quả tìm kiếm, các trang web bên ngoài có nhúng video và các tính năng của YouTube như trang chủ, đề xuất xem kế tiếp và xu hướng. Chạy quảng cáo video là một cách hiệu quả để tiếp cận những nhóm khán giả cụ thể khi bài hát được phát hành. Tuy nhiên, quảng cáo lượt xem có trả phí sẽ không được tính vào kỷ lục ra mắt sau 24 giờ. Những thay đổi trên sẽ không gây ảnh hưởng đến những người hiện tại đang nắm giữ kỷ lục 24 giờ của YouTube. Thay đổi về cách thức tính view của YouTube hứa hẹn đem lại công bằng cho các nghệ sĩ, nhưng từ nay cuộc đua lượt xem sau 24 giờ của các nghệ sĩ, các nhóm nhạc sẽ trở nên cam go và quyết liệt hơn. Cho đến thời điểm hiện tại, kỷ lục MV có số lượt xem sau 24 giờ cao nhất vẫn thuộc về Boy With Love của BTS. Và đó là những thông tin mà mình muốn mang đến cho các bạn trong bản tin gặp nhau cuối ngày ngày hôm nay, ngày 14 tháng 9. Chúc các bạn sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần còn lại thật là vui vẻ. Còn bây giờ xin chào và chúc các bạn ngủ ngon nhé!